Chào các bạn, hôm nay mình sẽ show cho các bạn, một số bạn hỏi mình là dùng các cái thiết bị máy như thế nào ấy. Thì hôm nay mình sẽ quay clip nói về tất cả các loại máy mình đang dùng cho cái hồ như này nhé. Hồ mình thể tích có khoảng độ 4 khối các bạn, 3 khối rưỡi 4 khối thôi. Thì các bạn xem qua các loại máy đấy, các bạn có thể cân đối tài chính của mình để mua nhé. Sau đây thì mình sẽ bắt đầu giới thiệu cho các bạn nhé. Thì hệ thống hồ của mình thì sẽ có các loại máy như sau. Thứ nhất là nó có 3 cái dàn 3 kỳ, 2 dàn 3 kỳ lọc và 1 cái thác. Thì nó sẽ cần 3 cái máy bơm. Thì nó sẽ nằm ở cái góc mà bơm thì mình sẽ để cái ngăn lắng lọc ở góc bên kia nhé. Còn ở phía bể bên này thì mình sẽ có các loại để các loại thiết bị về máy sủi và máy thổi lùa. Chúng ta cùng xem nhé. Trong cái hộp xốp này thì mình sẽ để các loại máy ở góc đầu bể bên này. Thì cùng xem nó có những cái gì các bạn nhé. Đây là các loại thuốc. Mình sẽ bỏ ra cho nó nhìn nó dễ. Thứ nhất là cái máy sủi Sobo. Đây, một cái máy sủi Sobo các bạn nhé. Có hai đường thoát ra. Hai cái đường thoát ra thì mình cứ cắm để cho sủi trực tiếp vào hồ thôi. Lúc có điện các bạn sẽ thấy nó sủi tăm lên đúng không ạ? Sủi oxy này để tăng oxy cho hồ. Ngoài ra thì có cái gì ạ? Đây, đường dây điện này nó là cái máy... Đây, đường bỏ vớt này xuống nó dơ. Một sủi Sobo này. Một máy thổi luồng các bạn ạ. Thổi luồng đơn nhá. Để lên đây nhá. Cái máy thổi luồng đơn này thì mình sẽ để ở vị trí này, tức là nó sẽ ở trên mạch. Thì nó để làm gì, có tác dụng là nó sẽ cuốn tất cả những cái chất bẩn trên bề mặt của hồ đi theo cái đường này, xoáy theo đường tròn này đi ra cái khúc mặt kia. Đó. Nó sẽ lắp ở đây và nó chảy đuổi cái mặt nước ra cái hút mặt này nhá. Thì đấy chính là cái thổi luồng Sobo đơn, một cái thổi luồng đơn. Tiếp theo nó là một cái máy bơm nhỏ. Cũng rất nhiều bạn hôm trước xem clip xong hỏi mình là cái khay chầu bà này thì nó sẽ giữ lấy nước ở đâu ấy. Thì đây chính là cái máy bơm nhỏ này nhá. Thì mình lắp vào đây thì nó cấp nước vào đây nó chảy theo cái máng này, chảy theo cái máng của cái chầu bà này, nó thoát nước đầu một đường nước ra kia nhỏ kia đấy. Đây là cái chầu bà nhà mình, nó lên rất là to các bạn, lá nó to như là cái bung nồi rồi vung rồi đấy. Cái bung nồi đấy, đấy là cái thiết bị được cái máy bơm nhỏ nhá. Đây nó đây cấp nước rồi nhá. Tiếp theo nó là cái gì ạ? Tiếp theo đó là một cái máy thổi luồng kép. Đâu rồi? Đây các bạn, một máy thổi luồng kép ở dưới đáy nhá. Cái máy thổi luồng kép này có tác dụng gì ạ? Cái thổi luồng kép này mình để chìm dưới đáy là để nó cuốn hết tất cả phân ở dưới đáy của bể hồ này đi ra cái chỗ kia. Đi ra cái chỗ hút đáy kia. Đấy. Nếu không có hai cái máy thổi luồng này thì phân nó sẽ cứ luẩn quẩn và rất là khó cuốn ra. Đấy là hai cái máy thổi luồng các bạn nhé. Đây là cái đường, đây là cái sủi mình thả thẳng xuống bể. Sủi của cái máy Sobo đấy các bạn. Đấy là 1, 2, 3. Đầu bể này sẽ có 4 cái thiết bị nhé. Là sủi đây, 2 thổi luồng và 1 cái máy bơm nhỏ để cấp nước cho cái khay chầu bà. Sẽ là có 4 thiết bị như vậy. Còn phía bên này thì nó sẽ có các thiết bị gì ạ? Thế như mình nói lúc đầu vậy, sẽ có 2 cái dàn 3 kỳ lọc này thì phải cần 2 máy bơm này, một cái thác nước nhân tạo, rồi cần một máy bơm là 3 máy bơm. Đây, 3 máy bơm thì để trong ngăn bơm ở đây hết. Thì các bạn thấy rất là rõ đúng không ạ? Có một cái đèn UV nữa là thiết bị. Phía bên này sẽ, phía bên góc bên kia sẽ có 4 thiết bị, thì bên này cũng sẽ có 3 máy bơm này, một cái đèn UV này và một cái bơm để ngoài để vệ sinh. Đấy, vậy là cũng có 4 thiết bị các bạn nhé. Máy bơm của mình thì nó sẽ là hai cái latex và một cái Atman, hai cái latex 3500 và một cái Atman 5300, rất là mạnh. Ngày xưa thì mình chỉ là lắp có 2 dàn 3 kỳ và 2 cái máy bơm 3500 thôi, thì nó hút nó cũng sạch rồi đấy, nhưng mà nó hút nó tương đối yếu. Thì khi mình làm thêm cái thác này, mình lắp thêm cái 5300 thì nó hút rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cảm giác dòng nước nó luân chuyển rất là tốt. Riêng cái hút mặt của mình thì mình sẽ không dùng máy bơm các bạn nhé. Mình để theo nó hút tự nhiên.
nó sẽ chảy tràn qua cái đường mình quan đây và nó sẽ chảy sang hồ này. Toàn bộ cái hút mặt chất bẩn bề mặt nó sẽ theo cái ống này nó sang bên này, ống này sẽ sang đây. Đấy, và các bạn thấy ngăn lọc của mình sẽ thậm chí không có một tí vật liệu lọc nào, mình chỉ dùng có mỗi cái này thôi các bạn ạ. Đấy, mình sẽ để ở đây, chỉ để làm gì, để ngăn những cái chất bẩn chảy sang ngăn bơm thôi, còn mình chỉ dùng mỗi cái này thôi các bạn, chỉ cần mỗi cái vợt thôi các bạn ạ. Nếu các bạn có điều kiện các bạn làm vật liệu lọc thì càng tốt hơn, nhất là Gmat, hàng căn nét hay là sứ lọc các thứ thì để vào đây nữa cũng càng tốt hơn để tạo ra vi sinh chỗ cho vi sinh vật trú các bạn ạ. Mình thì mình chỉ cần thế này thôi, thì ra thấy thỏa mãn rồi các bạn nhé. Đấy, như vậy là hồ của mình có thể tích khoảng độ 3,5-4 khối thì nó có tổng thiết bị khoảng độ 8 thiết bị các bạn nhé. Một thổi lụa, một cái máy sủi oxy hai đầu này, một máy bơm nhỏ để cấp cho nước cho dàn trầu bà này, hai cái máy thổi luồng, một thổi luồng đặt để trên mặt để cuốn hết tất cả chất bẩn bề mặt về cái khuôn mặt này, và một cái thổi luồng kép ở dưới đáy để nó tạo ra cái luồng để chạy tất cả chất bẩn về cái lọc hút đáy này. Hút đáy này sẽ chạy dẫn về đây. Đấy, nó là cái đường chéo như này này, hút mặt thì về đây và sau đó thì về ngăn lắng, ngăn lọc và bơm trả lại, cấp nước lại cho dàn ba ki và nước sạch về hồ. Thế các bạn thấy hồ nước của mình tương đối tốt đấy các bạn, không phải là nước quá đẹp như các anh chơi chuyên nghiệp đâu, nhưng mà nước như thế này cá cũng rất là phát triển rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nhá.